À, chào tất cả mọi người các bạn nha. Bữa nay mình quay cái chiếc xe cuốc cần dài gấp bắt lẻ nữa các bạn. Gào mỏ dịch luôn nè. Đó, cái gào dắt con nha. Múc liền tút ngoài sau ngoài để múc để lên nha. Đó, bắt đầu múc để lên ở trên này nè các bạn. Nãy giờ múc cũng được vài cục rồi nè, hai ba cục rồi. Bắt đầu để lên nè. Có cái gào rất là to nha các bạn. Nguyên một khối đất rất là củng, ư dân thùm lum hết trơn mọi người. Quay cua này quay về sắn cuốc nè các bạn. Tối ngày mình mấy sình không à, để lên cái sình non đó, nó dân tứ tung tung hết trơn nha các bạn. Các bạn thấy hay thì hãy cho mình xin một ngón tay nha. Cái chiếc xe cuốc cần dài gào mỗi dịch này là KS05 nha các bạn. Có cái gào gắn cái gào rất là khủng luôn. Ê ê đó, te te xuống luôn nghe các bạn. À, giờ anh thấy xuống nha, đi cái chẹt là chẹt sắt rất là khủng nha các bạn. Đó chẹt sắt đó, ở sau chẹt là để chữ gấp đất lẻ nha các bạn. Có để số điện thoại ở đằng sau nha, lát nữa mình đọc số điện thoại cho các cô chú anh chị cùng thấy rõ nha. Anh móc ít đất à, anh giờ anh móc anh phọt sâu xuống lấy lờ đất cho nhiều nha. Đầy gào luôn. Ô lội lên nè, miếng cước hay miếng lưới gì các bạn ơi. Quá khủng luôn. Số điện thoại ở trên cây cần là 0975117734. Anh Đình Vũ, cô chú anh chị nào mà cần gấp bắt lẻ thì hãy liên hệ với anh tài xế để anh tài xế lỡ múc nha. Đầu đẩy lên cần quá dài quá khủng luôn các bạn ơi. Các bạn thấy hay thì hãy cho mình xin một ngón tay nha và một lượt đăng ký luôn nha. Dân tùm lum luôn các bạn ơi. Dân quá dân rồi. À, cái mé này đợt trước múc rồi nè các bạn. Giờ nó khô rồi, người ta kêu múc lại nha. Múc lại để lên cầu á, rồi nữa cua que. Cua que ở trên bờ các bạn. À, ban ra nha. Nước luôn, cái gì dằn kẹ rớt xuống vậy, vỏ kẹo các bạn ơi. Ôi, cây cần quá khủng cây cần luôn. Đầu nút để lên tiếp nè. Cần quá khủng rồi. Đất rất là to nha các bạn. Đất này đất hoa cát các bạn ơi, chứ không phải là đất sét ha. Đất hoa cát. Ồ, cái nào mà sình non thì nó tràn lại nha các bạn. Tại vì anh lấy quá sâu các bạn. Sình non nó dư ra ngoài thì nó phải tràn lại nha. Một khối đất khổng lồ luôn nha. Dư luôn nha các bạn. Nước xì ra kìa. Được chưa? Quá tuyệt vời luôn các bạn ơi.
lên kìa. Ý, ghê không, ghê không, ghê không. Quá ghê luôn. Gớt, gớt, gớt. Xì xì nước luôn. Ghê không? Ừ. Xong là đồ đạc đủ thứ các bạn ơi. Đâu để lên tiếp nè. Oh. Yeah. Cái gạo rất là khủng luôn. Múc mà có mấy gạo mà đất nó dùng bên tới này nè các bạn. Bắt đầu để lên tiếp nè. Xì xì nước luôn. Sâu dưới đó nè. Đầu dở lên rồi. Bắt rớt lại luôn nha các bạn. Ủa, mình cái gào rất là khủng. Lên cái bầu luôn kìa. Anh uống miếng nước các bạn ơi. Đầu anh múc anh để lên tiếp nè. Nguyên cái bãi này rất là to nha các bạn. Múc rất là nhiều đất, nhiều gạo luôn á. Ồ. Con sông này cũng rất là to nha các bạn. Ghê ông văn tâm lum luôn nghe các bạn. Múc lên tiếp các bạn. Quay cô bé là trình nó văn dữ lắm nha các bạn. Các bạn mà thấy mình quay hay thì hãy cho mình xin một ngón tay nha. Tại vì quay dính đồ đạc tùm lum hết đó. Ấy quay cái này cái kia thì mình máy nó sạch sẽ. Còn quay cua ve là nó trông ra là nó dính sình đầy hết. Giờ anh múc tiếp để lên nè. Khối đất luôn, móc dính cái bao nữa rồi các bạn ơi. Rồi cái bao nó dính theo cục đất luôn rồi. Đầu móc dở lên tiếp này các bạn ơi.
Ê, cái chừng nó gớt lại gớt đó, nguyên một khối đất khổng lồ luôn. Đâu để lên tiếp nè. Rồi video mình đến đây xin tạm dừng nha các bạn. Hẹn mấy bạn video tiếp theo nha. Các bạn nhớ đăng ký nhấn chuông ủng hộ mình nha các bạn. Mình chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cái gạo hôm nay dân xình là đầy mình hết rồi các bạn ơi.